Yo, xin chào các bạn đến với channel của mình và mình là Monster đây. Thì hôm nay trong những cái tập trước á, các bạn có nhớ là mình có đề cập tới một cái series mới mà mình sinh tồn chung với YouTuber khác không? Đây, thì hôm nay là cái tập đầu tiên của series mới đây các bạn. Thì các bạn biết kế bên mình là ai không? Đây, các bạn nào mà xem mình lâu thì các bạn sẽ biết. Ông này chính là Tính NT đây các bạn. Hello, chào mọi người. Hello. Hello. Thì cái series này có tên là Midworld Syndrome YouTuber các bạn đã. Thì bây giờ tôi với ông bắt đầu sinh tồn luôn đi chứ hả? Ok, giờ đầu tiên đi chặt gỗ ha. Đi chặt gỗ đi. Nãy giờ bạn biết mình với ông Tính là tôi chào mấy lần không? Chào mà từ sáng tới tối luôn phải không? Bây giờ chào 2 ngày luôn. Ừ, 2 ngày trong game luôn. Kiểu lâu quá cô ớ các bạn là kiểu hơi bị rối xíu. Đây thì hên đây nó có cù luôn. Ai tôi. Bây giờ tôi ông. Tôi chết tại bạn chết tại này. Lụm cù đi. Đây. Ơi, ơi. Gì vậy? Đây, đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái rừng mưa luôn. Đâu? Ôi. Ồ. Nè. Cái rừng mưa nó vậy? Lâu lắm rồi tôi không có chơi, tôi không biết cái gì vậy? Cái rừng mưa này á là cái bản cập nhật mới của Mini World á, thì trong đây có nếu mà hên thì trong đây nó có cái đền để triệu hồi con boss ra đánh luôn. Ủa ghê vậy? Ủa có cái gì nữa đây? Cái gì vậy? Cái chuối. À tôi lái tôi ăn được không? Được. Lâu rồi tôi không có chơi. Đó, thấy không? Ủa có trái chuối á. Có trái á. Nó có mọc lại không? Nó có mọc lại không? Cái này chắc cũng mọc á, mà chắc lâu á. Ủa sao đêm đặc biệt luôn rồi? Hồi tối ông ơi. Ủa ông đi lấy cù đi. Có cái dài kim cương kìa. Ủa thiệt luôn hả? Ờ có đôi dài kim cương. Vậy mà bây giờ ông đứng gần đó coi chừng mấy ông thầy cúng đấm ông chết á, mấy ông đó mạnh lắm. Không. Ủa? Có giáp là ông trưởng hai cái đi luôn á. Nó quýnh mình luôn à? Ừ, quýnh. Ủa? Luôn. Ủa sao lắm. Sao hồi xưa nó không có quýnh ta? Ờ tôi ông không thầy cúng mà còn cái ông đó ông thương nhân. À mà. Ông thầy cúng à. Ê cứu tôi nữa, tôi đi đâu rồi? À đây. Nè, tôi. Lộn quá. Ơ sao trời tối rồi? Ừ, hồi nãy tôi thấy có nhiều cừu lắm mà ta, sao giờ nó đi đâu hết trơn. Nãy tôi thấy con sói nó giết hết mấy con cừu rồi. Ai, bây giờ mình giết con sói đi, mình báo thù đi. Cày thế. Con sói đâu ta? Giết con sói được. Ở tôi lượm được một len nè. Ở hai len nè. Đủ chưa? Đủ giường chưa không? Đủ. Một len là được một giường rồi đó. À, có cái... không? Tôi có cái bàn chế tạo này. Nè. Để tôi ông bàn chế tạo đây. Đây. Tôi chế cho. Đây. Để chặt okay. Thêm gỗ. Chế nhiều lên. Rồi cái ổ cái giường cần que không? À cần. Đây. Đâu, tôi đi ngủ. Sợ quá. Này nguy hiểm lắm. Ui không có vật kìa. Quên, tôi đặt ra tôi ngủ luôn. Đó. Rồi đây rồi. Đó, ok. Mới vô mà rồi, sợ quá trời. Bây giờ đâu rồi ta? Đấy bây giờ. Ôi sao trời vẫn còn tối vậy không? Đâu. À trời sáng rồi. Sáng mà. Nó lắc sorry rồi. Tôi nghĩ tôi với ông thay khu nhà ở đây luôn á, tại cái khu này rừng mưa luôn. Đúng rồi, bên đây có sa mạc luôn, bên cạnh có sa mạc luôn. Đỉnh luôn. Ủa sa mạc thường có gì ta? Sa mạc thì có dân làng không? Chắc là có dân làng, mấy cái ông mà đổi đồ á. À đúng rồi. Kiểu vậy, mấy ông đó là ấy à, nhưng mà mấy ông đó hiếm lắm. Tôi đi mấy sa mạc lâu được cái gặp ổng à. Ok ok. Ngoài có con đà điểu nữa. Nè, đà điểu này nè. Mình bắt được đà điểu không? Hấu. Được. Nè, cho nó ăn dưa hấu là được á. Ủa đây cái hang luôn nè. Ôi, không có dưa hấu à? Nó khó tính quá, đúng rồi. Trong cái khu rừng mưa á, ông đi xíu là ông thấy dưa hấu quá trời à. Ồ. Trọng móc vô trọng lấy giống về trồng. Ok. Xin. Tôi dẫn ông vô khu rừng mưa nè. Đi. Ê, cho tôi cưỡi con đó được không? Tôi cưỡi con đó được không? Thử cưỡi đi. Hình như cưỡi đâu được đâu. Không cưỡi được. Tôi không có rồi, thú. Thôi đi bộ đi. Thôi đi bộ. À, con heo bây giờ nó chuyển thành màu xanh rồi. Ông lấy cái bàn chế tạo bên kia chưa? Chưa luôn. À, bỏ đi.
chúc với các bạn mới. Phải tiết kiệm nha, phải tiết kiệm nha. Ờ đúng rồi, tôi dẫn ông đi tham quan cái bảng cập nhật mới nè. Đây đây, tôi... sắp tới có bảng cập nhật mới nữa, đỉnh lắm, tôi thấy hơi bị đỉnh luôn, tôi đang hóng vãi nồi. Tôi thấy cái gì màu vàng vàng trên cây vậy? Ê, có con gì bay bay nữa nè. Đó, con đó là thầy cúng á, nó có nhiều nguyên tố lắm. Có lửa nè, sấm sét nè, rồi cái gì hút máu và độc luôn. Cái gì vậy? Thấy gì không? Không. Ui, nguyên cái khu nè, nguyên cái khu, nguyên cái lỗ nhìn đúng đẹp luôn. Ơi có lỗ này. Sao có ta? Sao có nhiều con gì nữa kìa? Nó bay bay kìa, ghê quá không? Ơ tít, đâu qua đây qua đây. Đâu đâu đâu. Ơ có quái vật này không? Đâu 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 đâu. Có con. Ờ, cắm nó đi. Ơi. Mày. Ơi ơi, sao đánh tôi rồi? Mày. Đi 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 đi. Một cái trái chuối này nè. Ông giữ rồi. Ok. Nè nè, tôi dẫn ông qua cái khu cái đền luôn nè, cái đền sát bên luôn. Mấy con kia đánh mình nữa không? Ủa có cái gì đây? Đó, cái này là cái đền nè. Rồi. À, cái đền này xui rồi, nó không có cái tượng để mà chịu hồi con boss ra. Hai ông thấy cục vàng không? Ừ, mình phải đào rồi. Mình đào được rồi. Ông đứng ngay đây đi, ông đứng ngay đây đi. Ok ok. Ừ. Ông đứng ngay ngay cục vàng. Đứng ngay đây nè. Đây nè. Đây. Đây. À đúng rồi, đúng rồi. Ngay tôi ngay đây. Đây nè, đây nè. Ok ok, đây, ngay đây. Sorry. Sao nữa? Đứng đây, ông đứng im. Ông đứng im đó nha. Để ông làm gì vậy? Ông tôi giúp ông kiếm kho báu. Ông làm cái gì vậy? Nè. Tôi cho có cái này thú vị lắm. Ông làm cái gì vậy? Không. Ông đứng ngay cục vàng ơi, ông đứng ngay cái cục vàng đó. Rồi. Tôi đập nó hơi lâu một xíu, tôi không có cúp sắt nên đập hơi lâu. Có vụ gì vậy? Ông trên tôi đúng không? Đâu có, dưới đây nó có kho báu thiệt thầy. Mà từ từ để đảm bảo sự an toàn á, tôi cái gì vậy? Rồi, đứng đó đi, đứng đó đi. Có rương nè. Đó, thấy không, tôi nói rồi, dưới đó có kho báu mà. Trời ơi. Đọc cái đó. Ông... Ê. 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 Sao tôi ra? Ôi. Đó, thấy được không? Quá dầu luôn. Ủa mà sao không máu nữa vậy? Tôi chạy rồi tôi nấp mà. Này thì trốn, này thì trốn. À, qua đây có con khỉ nè, bên đây có con khỉ nè. Ê, à, sao tôi đặt qua lóc không được ta? Đâu, ông chuột phải thôi. Được mà. Sao đặt nó lắc lắc á? À, được rồi. Đó. Ok, đây, ok. Qua đây. Ủa, tôi có đồ này không? Có cái quần sắt. Có không? Trong mấy cái đền này ở dưới nó hay có kho báu lắm. Ê, à, tôi có da báo luôn nè. Tôi có da béo luôn. Làm được một cái giường, kiểu cái giường đi đi dã ngoại hay sao á. Xịn sò thế. Có gì nữa không ta? Tôi cho ông coi con này nè. Gì không? Đâu. Đây có con khỉ. Lấy khỉ. Chuối mình thuần phục có được á. Khỉ ăn chuối. Ừ được. Ơi sao con khỉ này còn ít máu vậy? Đem chắc cũng nhiều chuối á. Cần chắc tầm 10 trái á thuần phục. Thôi khỏi. Đánh nó chết đi. Cho đi. Ơi. Ơi. Gì? Ơi nè, cái gì nè? Cái gì? Ôi, tự nhiên có cái... Cái gì nữa? Chim vàng này luôn. Ôi, trúng mảnh rồi. Ở đâu có vậy? Hay thế. Tự nhiên tôi đi, tôi lụm. Trong đây có mấy con khỉ, có mấy con lâu lâu á. Ông sẽ thấy được mấy cái con khỉ mà nó cầm đồ á. Nó cầm đồ xịn lắm, có đồ kim cương luôn. Có hai, cái hai... Ông... Có hai con gì kìa không? Đâu. Hai con gì nè? Đâu? Nè, bên... Cái này nè không? Hả? Ừ. Đó thầy cúng á. Nó có quấn mình đâu. Ngọc... Nó có quấn viên ngọc xanh đâu. Sao nó giờ nó không quấn? Xanh này là à. Là cái gì ta? Là kiểu cái này là phép gì ta? Phép hút máu hay là gây độc vậy tôi quên tiêu rồi. Đó mà kiểu trời mưa hay là cái gì á nó hay quấn mình lắm. Sao giờ nó không quấn mình không? Tôi cũng không biết nữa. Để tôi lại. Ê trời mưa rồi kìa. Trời mưa, chạy đi. Tha tôi. Tha tôi, tha em. Thôi, có cái con nó cầm gậy lửa, nó phun một cái hay là tôi với ông một phát là cháy chết luôn. Tha em, tha em. Hồi xưa là mệt lắm á. Tha em đi. Rồi tôi nghĩ là chắc là bây giờ tôi với ông giờ chia ra xong rồi tôi với ông đi kiếm nguyên liệu đi để tập sau tôi với ông làm một căn nhà. Ok ông ơi. Ôi, ở đây có cái hang luôn nè không? Ôi, cái khu này đúng đỉnh luôn. Ơi, sắc luôn nè. Ok, đã sắc à? Sắc luôn nè. Ok, đào luôn. Bùm. Ủa? Cái gì vậy? Đồ vàng,
từ đè chụp phải cái skill của nó đó. À ê, ê, chỗ kia có con có mấy con quái vật kìa. Nè tôi cho ông đố tập này ông có đi mai không? Này, chắc tôi sẽ đi mai xíu xíu. Ok, nè tôi truyền cho ông cái cúp chim vàng. Ok, tôi truyền lại cho ông cái cúp chim gỗ nè. Thầy tính ra tôi có hai, tôi có 1 cây rồi đó, ông cho tôi 1 cây nữa, 2 cây luôn. Ôi nhưng mà sao cái cúp chim vàng này sắp gãy rồi? Ờ, cái đồ vàng mau gãy lắm, như à, trong Minecraft vậy. Còn bây giờ mình đi ngủ được không ta? Không, trời mưa hôm nay giờ mình không đi ngủ được đâu. Tôi tưởng trời mưa được đi ngủ chứ. Mới ngủ được thôi. Rồi, ok, bây giờ tôi đi chặt rổ rồi, còn ông đi mai đi. Ok, ok. Có gì xíu hẹn gặp lại ha. Ok, bây giờ tôi đi đây. Ok, bye bye. Bye. Mọi người thì Monster cũng đã đi xung quanh kiếm một vài cái món đồ rồi. Còn bây giờ mình sẽ cố gắng đi mai kiếm được cái gì xịn sò thì sẽ đưa lại cho Monster nha. Và đây có ở đây có than. Và mình nghe tiếng quái vật nữa. Ui khá là sợ luôn á. Đặt cái đuốc nữa đây. Ở đây có than nữa nè. Rồi, để bây giờ mình đào hết đống than này ra một phát luôn. Rồi và mình nghe tiếng quái vật ở đâu trên này nè. Nghe sợ hãi thật sự. Ui đây có cái cục gì nữa nè. Ui ở đây là một cái hang khá là to luôn á. Ok ok để mình đào hết đống than này nhanh một phát luôn. Rồi và trèo lên đây. Và đào hết cái mỏ than này luôn. Hy vọng trong tập đầu tiên mình sẽ cố gắng tìm ra được những cái khoáng sản cái xịn sò đó mọi người. Để gọi là còn có nguyên liệu cho những tập tiếp theo luôn. Rồi và đào hết cái này luôn. Mình thấy một cái hang khá là to luôn đó. Rồi cái này nữa. Ok và để bây giờ thì mình sẽ chế tạo một vài cái đuốc nữa đi. Chứ bởi vì mình sợ là đuốc của mình không có đủ á. Rồi bao nhiêu cái đuốc rồi? 17 cái đuốc rồi. Hy vọng đủ nha. Ở đây sẽ có hai đường. Thôi mình đi đường phía này trước đi. Ở đây có cái hộp nữa nè. Ủa nhưng mà mình hiện tại thì mình full đồ luôn mất tiêu rồi. Để bây giờ mình sẽ đặt cái bạn này ra đi. Ồ trong người mình có cả Obsidian đen nữa nè. Ồ khá là xịn sò luôn. Để bây giờ mình đào cái đám sắt này ra. Rồi và đây nữa. Ok, có bao nhiêu cục sắt đây? Hiện tại thì mình có đây, quặng sắt. Rồi và mình sẽ gộp chung lại, sắp xếp lại một phát. Ok, và ở trên này nữa. Rồi mình sẽ đi lên. Hy vọng trong tập này á mình sẽ tìm ra được kim cương nếu may mắn. Hy vọng vậy thôi. Rồi và mình sẽ đi vô phía trong. Không biết trong này có gì hay không. Trong này thì không có gì hết. Bên này. Ui mình nghe tiếng zombie hay sao á. Ok. Ở đường này thì nó thông với cái đường này. Bên này có than. Có than bên này. Rồi mình sẽ đào đám than này ra luôn. Ok và sẽ đi qua phía sau. Rồi qua bên này coi thử có gì hay không. Đừng có quái vật nha, mình rất là sợ quái vật luôn. Lại là than nữa. Hiện tại thì mình có khoảng 46 cục than. Như vậy là đủ chưa ta? Thôi mình sẽ đào thêm đi. Về sau thì mình còn phải chi cho Monster nữa. Rồi và đi thôi. Ồ và mình sẽ đi qua bên tay trái này. Đi tìm nhiều thật nhiều khoáng sản. Để cho gọi là để chia cho Monster. Để Monster tin tưởng mình nữa. Bên này có than nữa nè. Ồ rất là nhiều luôn á. Than này cũng khá là rộng nha. Để bây giờ thì mình đào xuống. Có một cục sắt thôi. Đây thì sẽ có than nữa. Sẽ cố gắng đào thật là nhiều than đi. Để sau này sử dụng luôn, không cần phải đi đào nhiều nữa. Rồi ok và ui có cái em gì nè. Mình em này hình như là cái em này giống như cái Enderman hay sao á. Mình nhìn khi mình nhìn vào mắt á thì em đó sẽ đánh mình nên mình hạn chế nhìn vào mắt em đó đi. Mình sẽ nhìn vô phía dưới. Ui ghê quá
Ủa, ở đây có sắt nữa nè. Bây giờ mình sẽ đào hết cục sắt này và chế tạo thêm một vài cây đuốc luôn. Rồi, và cục này nữa. Bên này thì còn có cả than. Đào than luôn. Và mình được khoảng một stack than rồi phải không? Đúng rồi kìa. Và 15 cục sắt, cũng khá là nhiều rồi đó. Rồi, đào cái này nữa. Rồi, và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm mấy cây đuốc nha. Mình sẽ chạo thêm gỗ nè và thêm đuốc. Rồi, 11 cây đuốc. Không biết là đủ chưa ta. Rồi. Ở trên trời, ở trên kia thì nó đã khá là mưa rồi kìa. Không biết là Monster có đi ngủ không ta, để mình biết mình đặt giường đi ngủ nữa. Mình thì đang ở dưới hang nên mình không có quan trọng trời mưa, trời tối hay là sao hết á. Nhưng mà Monster ở phía trên thì không biết là có bị gì không nữa. Mà thôi, khi nào Monster muốn đi ngủ thì Monster sẽ chat cho mình với mình. Ôi, nhưng mà giờ thì hết hết cái cúp mình bể luôn rồi. Để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cúp mới đi. Một cái cúp mới. Rồi. Và ở đây có gì đây? Chuối ánh sao. Nghe kỳ lạ thật sự. Để tí nữa lên hỏi Monster thử cái gì vậy? Chắc mình cũng không rõ cái đó là cái gì nữa. Bây giờ mình sẽ cắt hết vào đây. Ok, và đào cái này ra luôn. Ồ, mình thấy cũng khá 20 cục sắt rồi. Đợi một tí nữa mình sẽ là đi đi nung mấy cục sắt này lên luôn. Rồi, và ở đây có gì không? Ồ, ở phía này cũng khá là. Ở trong này thì có gì đây? Ồ, có sắt nữa nè. Ui, xịn sò, xịn sò. À, đào hết sắt này luôn. Đào hết số sắt này. Ồ, ở đây cũng có rồi nè. Mình nghe tiếng quái vật rất là nhiều luôn á. Cái anh nào cứ hú hú á, rất là sợ luôn. Rồi, và ok. Hiện tại thì mình chưa lên được level á. Nên trong cái game mini war này á, khi mình chết thì sẽ có khả năng hồi sinh. Nếu dùng một đổi một kinh nghiệm thì mình sẽ có khả năng hồi sinh một lần á. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đủ level. Hiện tại thì mình chưa được lên level 1 nữa. Nên mình khá là sợ trong việc sợ, khá là sợ mấy con quái vật luôn á. Không biết là nó có tới lại nó cắn mình hay không nữa. Ok, mình cứ hồi máu thật là nhiều đi. Nghe cái tiếng chó sói nữa kìa. Sợ hãi thật sự. Rồi, mình cứ đào hết mấy cái đám này đi. Rồi, ở trên này nữa. Ok, và nghĩ nghĩ xung quanh. Ui, hang này cũng khá là rộng luôn đó nha. Không đu được đâu, không đu được đâu. Khá là rộng luôn á. Ui, nghe kìa tiếng chó sói nữa, sợ. Sợ hãi thật sự. Mình nên chế tạo thêm một vài cái đuốc nữa đi. Không không, ở dưới kia có kìa. Mình thấy kim cương hay cái gì ở đó ở bên dưới kìa. Ui, xịn sò chưa. Mọi người thấy chưa? Một cái phía nhỏ nhỏ bên dưới phải là kim cương không? Hay là chỉ là cái gì màu xanh xanh á? Mình không rõ nữa nha. Nhưng mà cũng khá là xịn đó nha. Để bây giờ mình xuống đó thử. Mình kiếm đường rồi mình xuống thử. Ui, mình thấy cũng khá là xịn. Ôi, mà đây có quái vật. Mày, mày. Để mình lầm lại cái giáo. Ok, nhanh chóng tiêu diệt nó thôi. Đường nào mình đi chưa ta? Mình không nhớ rõ đường nào mình đi rồi nữa. Nhưng bên đây là đường cục. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nãy mình thấy một cái hang này ở bên dưới. Mình sẽ cố tìm đường đi xuống phía dưới. Sẽ đào cục đá ra. Mình sẽ ăn cái thịt này đi cho còn slot. Ủa, cái thịt này mình hết slot luôn rồi. Để bây giờ mình đào xuống đi. Ở đây có cả sắt nữa nè. Ok, đào hết sắt này luôn. Đào hết đá sắt này luôn một phát. Rồi, và ở này nữa. Rồi, đào hết cái này luôn. Ui, nó có em nổ này. Ui, ôi, không xong rồi. Mình mất một mạng rồi. Không ổn, không ổn, không ổn. Mình phải nhanh chóng. Không biết có nên đi lên không. Từ để mình đặt cái chỗ đi lên là chỗ nào vậy?
Đấy rồi, để mình đặt đặt một cái là rồi, để bây giờ mình làm một cái con đường để mình đi lên luôn nha. Ôi, mình sẽ thôi, mình thấy khá là nguy hiểm. Để trong những tập sau mình khi có mình có kinh nghiệm nhiều hơn á, mình sẽ đi xuống đi. Chứ bây giờ khá là nguy hiểm luôn rồi đó. Để bây giờ mình đi lên mình nung ít đồ thôi, nung hết đám xác này và chế tạo. Ui, từ sao nhiều quá vật vậy? Không ổn rồi, không ổn rồi, mình chạy nhanh thôi. Chạy 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 chạy, là nguy hiểm luôn. Hang này thực sự là rất là nhiều quái vật. Mình phải trong những tập sau mình sẽ cố gắng chuẩn bị thêm thật là nhiều dụng cụ để mình có thể đi xuống phía dưới. Rồi rồi, và không thấy monster đâu kìa. Nhưng monster xây nhà rồi nè. Rồi để bây giờ mình sẽ chết đặt một cái bàn chế tạo ở đây để mình nung mình chế tạo mấy cái lò nung á, để mình nung mấy cái cục sắt lên luôn. Rồi và đây sẽ nung hết mấy cái đống sắt này luôn. Chứ bây giờ mình khá là full đồ luôn rồi. Rồi chọn nhiên liệu. Rồi và lấy sắt nè. Ok. Rồi thì cái lò nung cũng đã nung xong được 42 cục sắt và ở đây thì có quả trứng. Thì cái xong rồi mà. Ok thì cái lò nung cũng đã nung xong 42 cục sắt rồi. Và để bây giờ thì mình sẽ chế tạo luôn một bộ dụng cụ sắt đi cho nó gọi là xịn sò con bò một xíu. Rồi cái gì đó, hình như cái quần sắt mình có rồi, cái giày sắt thôi. Và mình sẽ mang vô đó một set đồ sắt liền rồi, rất là xịn sò con bò luôn. Và đây được một ngay một set đồ sắt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cất hết đồ vô trong ba lô một phát. Rồi và hiện tại thì được 25 cục sắt, không biết là không biết là mình có qua có nên cho monster hay không nữa. Mình đang suy nghĩ. Thế thôi, mình sẽ sử dụng riêng của mình đi. Chắc monster cũng không để ý đâu. Rồi ok, khi nào monster qua xin á thì mình sẽ cho thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ cố chặt thêm nốt mấy cây gỗ này luôn để chuẩn bị trong tập sau để mình xây nhà đó mọi người, để mình còn có thể có mất. Thì ở bên kia monster cũng đã bắt đầu xây nhà rồi kìa. Nên trong tập sau mình sẽ cố gắng xây được một ngôi nhà thật là đẹp xịn sò nha mọi người. Còn bây giờ thì chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây luôn nha mọi người. Ok thì nếu mọi người thấy video này hay á thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.